사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 Bye.
người khác nhìn vào bạn sẽ không cảm thấy bài của bạn các bạn quá ngắn mà nó lại vừa mộng được hẳn hơn nửa cùi chân ở dưới. Suy ra nó lắp được rất nhiều cái độ cao của cái độ dài của chân mình nữa không, và bằng cái này nó sẽ có một cái đường xuống xuống nó cái đường dọc xuống như này, nó khiến cho cảm giác là cái người trên các bạn nhỏ hơn. Và thực ra tại vì cái áo này nó cũng không hợp với cái váy quá nhỏ, mình không mang cái áo mà nó hợp cả. Nhưng mà cái váy này có thể mặc rất là easy nha, các bạn có thể mặc với áo crop top như thế này, hoặc là các bạn có thể mặc kiểu áo phông dài hơn một chút nữa, hoặc kể cả những cái chiếc áo nó hơi bánh bèo một chút, nhưng mà bởi vì là mình chọn cái họa tiết nó là những cái trang trí nó là hơi kiểu cá tính mạnh thì có thể thêm một cái áo khoác gì nữa thì ok. Ok, và đây là cái chân váy mà theo mình nó không phải là cái chân váy đường thẳng như mình sẽ mà nó sẽ là hơi vòng lại, và cái này thì tạo cảm giác như là các bạn cái phần hông, cái phần mông của các bạn nó sẽ nhiều hơn, tròn hơn, cái độ dài của nó thì nó cũng đủ dài để cảm giác là tạo cái sự dài chân của các bạn hơn, nhưng mà không cảm thấy quá là ngắn quá, không quá cún cớn. Theo lời của mẹ mình nói là quá cún cớn, mặc váy gì mà quần áo thì ngắn quá, cún cớn quá. Đấy, không hiểu các bạn có hiểu cái từ cún cớn không, nhưng đại loại là trông nó sẽ có thể mix được với nhiều cái thể loại áo nó như là cái chân váy kia. Và cái họa tiết này thì mình nghĩ là cái jean nó rất là tôn lên tất cả những loại áo, từ áo màu tối màu sáng cho đến cả những cái áo mà bánh bèo trong nữa, bạn có thể mặc được với cái váy này. Cái váy này nó cũng khiến chúng ta gầy hơn, đặc biệt là phần eo đúng không, và khi chụp ảnh thì tất nhiên là mình nó cũng sẽ gầy hơn. Ok, và tiếp tục sẽ làm về váy. Ngoài những cái chân váy kiểu như thế này thì mình thường rất hay mặc những cái kiểu loại chân váy xòe, và ở đây mình có sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái kiểu váy mà mình thề là những bạn nào mà bụng bánh mì, bụng to, chân ngắn, kể cả hông với eo gần như là nó sơn xê bằng nhau á, mặc lên các bạn vẫn sẽ thấy tôn dáng, đặc biệt cái phần hông sẽ thấy hông mà phần eo vẫn sẽ có eo. Đầu tiên là một cái kiểu váy xòe, nó có một cái thắt ở phía trước bụng như thế này, nó sẽ tạo một cái cảm giác là các bạn nào mà sợ bụng to, cái này nó sẽ che đi cái phần bụng tàu, các bạn muốn cái phần bụng dây ở trước đấy. Và cái độ cái việc mà nó cắt một cái đường cắt rất là nhìn như kiểu là chồng chồng lên lớp, rất là layer, sẽ tạo cảm giác là có cái độ nhún, độ phồng, độ xòe, thì nó sẽ làm cho cái phần dưới của các bạn phồng xòe to hơn, và cái phần trên nó sẽ bó nhỏ lại. Và một chiếc váy này nữa cũng là một dạng mà nó hai lớp, cái này có phần bên trong, cái này mình siêu thích luôn á, và cái này nó hơi giống kiểu váy của Blackpink mà đây, ở lớp ngoài là váy và bên trong là quần, và nó có một cái phần đai ở đây. Mặc kiểu này lên nó sẽ tạo cảm giác là nó phồng ra khi các bạn đứng hơi hết hông một chút, nó cảm giác như là giống các bạn kiểu tập nhảy kiểu K-pop, và nó kiểu nó có cái độ nhún, độ phồng khiến cho cái phần dưới nó phồng to lên, và nó sẽ kiểu cảm giác phần eo các bạn siêu nhỏ. Thì mình thử quan xem. Đây chính là một cái outfit mà mình mặc rất nhiều lần trong nhiều video clip, kể cả đi Hàn Quốc rồi đi quay đi shop mỹ phẩm rồi cả chụp ảnh nữa, tại vì mình siêu thích cái váy này kiểu như thế này. Nó sẽ làm cho chân các bạn cảm giác như là các bạn cao, các bạn chụp ảnh và biết chụp ảnh các bạn sẽ làm như các bạn cao 2 mét luôn đó, chân các bạn dài như các bạn cao 1m8. Và cái áo này nó vừa nó tôn cái phần phía trên phần ngực và cái phần eo này, rồi phía dưới nó phồng như thế này, thì các bạn lắc qua lắc lại đi qua đi lại nó đều có cảm giác là các bạn gầy mạnh và cao, và kiểu cảm giác nó rất là xinh. Mình siêu thích, đây là những cái kiểu phong cách mà mình siêu thích luôn. Đây là đúng là cái kiểu mà giống như là K-pop các bạn, đi tập nhảy đó. Và mặc cái quần này nó an toàn, mình rất thích cái váy này vì ở trong là quần bình thường, ở ngoài nó là váy, nó vừa có một sự năng động thoải mái, vừa xinh xắn và vừa đáng yêu. Và sao ta, mình luôn thích cái kiểu là váy xẻ ngắn và áo dài dài mặc đến đây. Nhưng mà đối với những bạn nào mà gọi là muốn tôn dáng hơn thì các bạn có thể chọn crop top, và mình vẫn recommend các bạn cái loại crop top đấy là nó hơi có một chút bèo nhún hoặc là nơ hoặc là một cái gì đấy ở phần này này, và đừng nó đừng quá ôm. Nếu mà các bạn chọn là cái crop top mà nó quá ôm ở phần bụng này thì nó sẽ kiểu như là khi mà các bạn chỉ cần thở mạnh hoặc đứng hoặc ăn một cái gì đấy là nó sẽ bị lùi lên, nên đâm ra là mặc crop top nhất có thể là bó cái phần ngực nhưng mà hở cái phần bụng mà nó rộng xuống, và bằng cái phần bó eo bó váy vào cái phần bụng thì nó sẽ gầy hơn. Đó là một trong những cái tip, một cái bí quyết nhỏ của mình trong lúc nào kiểu hoặc là ăn uống hoặc là cùng mang chậm má, nhưng mà trong thì nó vẫn hơi gầy một chút. Tất nhiên là mặc những kiểu váy này chỉ khó là đứng nói chuyện với người ta, đứng đối diện đấy, đừng có đứng thẳng như này đó đứng hơi gầy một chút thì người ta sẽ thấy cảm giác mặt bên trong của thực hành các bạn nữa. Mình rất nhiều váy, chân váy, quần váy, các loại váy xòe, váy ngắn là rất là nhiều, đến độ mà mấy chục cái mình không nhớ. Tuy nhiên thì đối với quần thì mình cũng siêu cấp nhiều, quần jean
short jean, short vải, tức là cái dạng quần đùi. Đây là một cái dạng quần mà các bạn nhìn thì có vẻ thấy nó hơi khó hiểu, nhưng mà mặc lên nó siêu cấp tôn dáng mà các bạn. Siêu cấp tôn dáng và mix với một cái áo crop top. Nhìn đến đây các bạn có cảm giác là trông nó vẻ quá ngắn không? Nhưng mình sẽ mặc lên các bạn thấy nó vừa che được những khuyết điểm trên cái phần người của các bạn mà lại vừa thoải mái và dễ chịu. Ok, đây, lúc mà nhìn thì có vẻ như là mặc lên không ổn, nhưng mà khi mặc lên các bạn cảm thấy là cái quần này nó lại gần như cái thân váy chữ A ở chỗ cái quần này nó thoải mái, nó rộng đủ để các bạn cảm thấy mặc thoải mái cái quần này, và đồng thời nó cũng khiến cho cái phần hông của các bạn rộng hơn. Và cái áo này nó đầu nhìn có vẻ là rất là ngắn đúng không? Tuy nhiên thì nó lại ngắn đúng với cái quần này, đâm ra là nó là cái dạng này. Nếu các bạn có nhỏ lại cái phần dưới nó phồng lên, cảm giác là người các bạn gầy gầy. Và mặc cái bộ đồ này thì các bạn nghĩ là nó không dám ăn nhiều trong đó thì nhầm rồi. Mình mặc bộ đồ này là mình ăn rất nhiều cái quần này. Lúc đấy cái phần đai này các bạn có thể kéo gần sát nhiều hơn để che đi, nó làm rối mắt hơn để không lộ ra cái phần bụng của các bạn. Mình đây là một trong những bộ đồ mình nghĩ là mình cũng rất thích, tại vì một cái style, một cái kiểu là trượt kiểu trong quần áo mà nó che lấp đi được những cái điểm không đẹp ở trên cơ thể mình. Và hơn nữa là mặc cảm giác là chúng ta cũng có eo, chúng ta cũng gầy đấy, gọi là chỗ nào mà chỗ đấy. Thế và cái kiểu quần áo cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn siêu cấp đơn giản đấy là một chiếc áo thun, một chiếc áo thun mà các bạn gọi là thun đấy. Đây ví dụ như cái này thì đây là một chiếc áo của con trai. Mình rất hay mặc áo của con trai bởi vì thật sự là những cái áo thun, áo thun ấy nó như là những cái đồ món đồ unisex, các bạn mặc ai mặc cũng được. Và thường là mình sẽ mặc, nếu mà là áo lớn sẽ mặc size M, M nam và M nam lớn nhá, hoặc là size L. Tại vì như thế thì nó sẽ dài. Đấy các bạn thấy không? Nó dài, nó giống như một cái váy của mình vậy. Và khi mặc cái này các bạn cảm giác là các bạn gầy, tại vì cái áo nó rộng. Và thường là nên để ý là nếu mà các bạn chọn áo nam thì các bạn nên chọn những cái mà cái vai để cái vai một chút, đừng có chọn những cái vai nó cứng quá. Vì nếu mà chọn cái vai cứng quá thì cái vai của con trai nó rộng hơn và nó sẽ hơi bị ngang, hoặc là chiếc phần trên nó to. Nên chọn những cái loại mà vải nó mềm, cái phần vai nó của mình, nếu mình vừa vào ấy mình cảm thấy nó xuôi được xuống tay đến tầm này là đẹp. Đấy. Mặc những cái này xong rồi mặc thêm quần short ngắn ở bên trong nữa. Lúc mà chụp ảnh thì muốn chân dài ra thì có thể kéo lên kiểu này đấy. Nó mặc dài thành cái quần thôi, không mở luôn là váy. Siêu cấp easy. Và cái video này là những cái tips của mình mặc làm sao để vừa cảm thấy thoải mái, dễ chịu và quan trọng nhất vẫn là cảm thấy bản thân mình phải đẹp, đúng không? Mình yêu thích cái outfit của mình. Mình mới tự tin được. Trên hết nữa là làm thế nào để gầy thế, đúng không? Làm thế nào để trông xinh khí hơn đấy. Ok, và nếu các bạn thích video này thì comment dưới cho mình biết nữa nhé, để lần sau mình có thể chia sẻ các bạn nhiều hơn những cái tips về ăn mặc của mình, hoặc là mix giày với cả quần áo, hay là cái tip nhỏ nhỏ về quần áo nét mỹ phẩm gì đấy. Còn cánh chuông ở đây, subscribe channel bé nhỏ ở trên Twitch nha. Và hy vọng